đi ra chợ nha. Con ở nhà nhớ cho gà ăn á. Mày có đi bắn không với tao không? Đứa nào bắn tao ơi? Dạy. Về coi dạy nó làm sao. Để về riết con hư luôn nha bay. Vậy chú má con say mỗi ngày có mỏi tay không? Cái đó thì con biết. Tại vì không thấy bao giờ má con thay hết đó. Con cũng muốn xin lỗi má con nữa. Con còn muốn khoe với má con á là con đã gói được bánh. Con có thể phụ má con bán. Đón xem Rồng Rắn Lên Mây, Sự Tích Cây Vú Sữa phát sóng lúc 18:30 ngày 29-30 tháng 11 trên kênh HTV3 Dreams TV.